Xin chào các em lớp 6, chào mừng các em đã quay lại với kênh của thầy. Thì video hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn phần bài tập của bài số 5, phép nhân và phép chia số tự nhiên. Chúng ta đi sang bài đầu tiên, bài 1.23. Thực hiện các phép nhân sau. Như vậy thì với bài tập 1.23 này thì cách mà để làm nhanh và hiệu quả nhất đó là chúng ta đặt tính 951 nhân cho 23. 3 nhân 1 được 3. 3 nhân 5 15, viết 5, nhớ 1. 9 nhân 3 27 với 1 nhớ là 28. Tiếp tục 2 nhân 1 được 2. Các em nhớ là thuộc vào một số thuộc vào một số so với hàng trên. 5 nhân 2 được 10, viết 0, nhớ 1. 9 nhân 2 18 với 1 là 19. Chỗ này chúng ta cộng vế thư vế. 3 2 cộng 5 là 7. 8 cộng 0 được 8. 2 cộng 9 là 11, viết 1, nhớ 1. Thằng này 1 với 1 nhớ là 2. Vậy 951 nhân với 23 sẽ bằng 21.873. Được không các em? Rồi, chúng ta đi tới câu B. Thì ở câu B thì thầy tương tự nên là thầy cũng sẽ nói nhanh hơn một tí. Nhưng mà ở đây các em thấy nè, 47 nhân cho 273 thì thường với thầy, thầy nghĩ rằng chúng ta đưa cái số 273, tức là số có 3 chữ số ở trên và 47 2 chữ số ở bên dưới, thì chúng ta sẽ nhân thuận tiện hơn. 7 nhân 3 21, viết 1, nhớ 2. 7 nhân 7 là 49 và 2 là 51, viết 1, nhớ 5. 7 nhân 2 14, 14 với 5 là 19. 4 nhân 3 12, viết 2, nhớ 1. 7 nhân 4 28 với 1 là 29, viết 9, nhớ 2. 4 nhân 2 là 8 với 2 nhớ là 10. Tương tự cộng vế theo vế. 1 3 9 với 9 18, viết 8, nhớ 1. 1 với 1 là 2. Hạ 1. Vậy thì ở đây ta sẽ có được, vậy 273 nhân 47 hoặc là 47 nhân 273 đều giống nhau các em nhé, các em học tính chất giao hoán rồi. Thì ở đây ta sẽ bằng 12.831. Được không nào? Rồi, tiếp tục chúng ta đến với bài, đến với câu C. 845 nhân cho 253. Như vậy ở đây sẽ gì? Nhân lên. 3 nhân 5 15, viết 5, nhớ 1. 3 nhân 4 là 12 với 1 nhớ sẽ là 13. Viết 3, nhớ 1. Được không nào? 3 nhân 8 24 với 1 sẽ là 25. Đấy. Tiếp tục. 5 nhân 5 25, viết 5, nhớ 2. 5 x 4 20 và 2 nhớ sẽ là 22, viết 2, nhớ 2. 8 x 5 40, 40 với 2 nhớ. Các em phải nhớ nha, phải nhớ cái nhớ của mình. Được chưa nào? Là 42. Đấy. Tiếp tục, 5 x 2 là 10, viết 0, nhớ 1. 4 x 2 là 8, 1 nhớ là 9. 8 x 2 là 16, ghi 16. Được chưa nào? Chúng ta tiến hành cộng vế theo vế. 5 3 cộng 5 là 8. 5 cộng 2 là 7. 2 cộng 2 là 4. 4 với 9 là 13, viết 3, nhớ 1. 4 với 6 là 10. 10 với 1 là 11, viết 1, nhớ 1. 2 với 1 là, xin lỗi, 1 với 1 là 2. Như vậy thì ở đây ta sẽ có được đó là, vậy 845 nhân cho 253 bằng 213.785. Được không các em? Rồi, và các em nhớ nha, cứ nhân số thứ hai thì ta sẽ thuộc vào một số so với hàng trên, và nhân số thứ ba thì ta cũng thuộc vào một số so với hàng ở trên. Được chưa nào? Câu D.
1356 nhân cho 100 25. Tương tự 5 x 6 30 viết 0 nhớ 3. 5 x 5 25 với 3 nhớ sẽ là 28 viết 8 nhớ 2. 5 x 3 15. 15 với 2 sẽ là 17 viết 7 nhớ 1. 5 x 15 với 1 là 6. Được chưa? Vì ở câu A là thầy đã làm rất chậm rồi nên là ở những cái câu này thì thầy sẽ nói nhanh hơn, được không nào? 2 x 6 12 viết 2 nhớ 1. 2 x 5 là 10 với 1 nhớ là 11 viết 1 nhớ 1. 2 x 3 là 6 với 1 là 7. 2 x 1 là 2. Rồi. 1 x 6 được 6, 1 x 5 được 5, 1 x 3 được 3, 1 x 1 được 1. Tương tự cộng vế theo vế. 0. 0, 8 cộng 2 là 10 viết 0 nhớ 1. 7 với 1 là 8. 8 với lại 6 là 14, 14 với 1 là 15 viết 5 nhớ 1. 6 với 7 là 13, 13 với 5 là 18, 18 với 1 nhớ là 19, nhớ 1. 2 với 3 là 5, với 1 là 6, hạ 1. Như vậy thì ở đây ta sẽ có được vậy. 1356 nhân cho 125 sẽ bằng 169.500. Được không các em? Chúng ta đi tới bài 124. Một trăm hai mươi lăm nhân mười câu A thì đây sẽ bằng gì, nhân vào luôn thì sẽ bằng 1250. Thằng này tính nhẩm nhanh đúng không nào, người ta yêu cầu tính nhẩm. Tiếp tục câu B, 2021 nhân cho 100 thì ở đây sẽ bằng gì các em, 202.100, được không nào. Câu C, 1991 nhân cho 25 nhân cho 4. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng tính chất kết hợp của hai số 25 và 4. Được không nào? Vì khi mình kết hợp hai số này thì nó sẽ được 100, đúng không? Kết hợp thì sẽ được số trùng trăm. 1991 ghi lại thành nhân cho 25 nhân 4. Tương tự 1991 nhân cho 100 thì ở đây kết quả sẽ là 199.100. Được chưa? Rồi. Câu D. Hiểu đúng không các em? Câu D. 3025 nhân cho 125 nhân cho 8. Thì ở đây cũng tương tự, chúng ta có 125 nhân 8 thì sẽ ra 1000 này. Thì thầy cũng kết hợp tương tự như ở câu C. 3025 thầy ghi lại nhân 125 nhân 8. Tiếp tục thầy sẽ có được 3025 nhân với lại 125 nhân 8 sẽ được 1000. Và kết quả ở đây sẽ là gì nào? 3.025.000. Được không nào? Rồi, chúng ta tiếp tục đi đến bài 1.25. Người ta cũng yêu cầu mình tính nhẩm. 125 nhân cho 101. Và người ta yêu cầu là viết, người ta hướng dẫn mình là viết 101 sẽ bằng 100 cộng 1. Như vậy thì ở đây mình sẽ phân tích cái số 101 này ra sẽ bằng 100 cộng với 1. Các em quan sát. 125 nhân với 100 cộng 1. Vậy thì các em tính chất kết hợp thầy đã hướng dẫn rồi, đúng không? Ở đây thầy hướng dẫn, thầy gợi ý lại nè. B cộng A nhân cho B cộng C thì có phải sẽ bằng A nhân B? Rồi, cộng cho A nhân C. Đúng chưa? A nhân với B rồi cộng A nhân với C. Chỗ này là phép dấu cộng này, được không nào? Như vậy thì tương tự ở đây thì thầy sẽ lấy gì? Thầy sẽ lấy 125 thầy nhân cho 100. Rồi thầy cộng với lại 125 thầy nhân cho 1. Đúng không? Đây. Đấy, nhân số này trước. Tiếp tục chúng ta đến nhân đây.
Được không các em? Rồi. 125 nhân cho 100 thì sẽ được 12.500. Cộng cho 125 nhân 1 sẽ bằng 125. Và kết quả ở đây sẽ được gì? 12.625. Được không các em? Đấy, 12.625. Rồi, tương tự như thế. Ở đây câu A ha. Câu B. 21 nhân cho 49. Và người ta cũng hướng dẫn mình là 49 này sẽ viết thành 50-1. Vậy thì thằng này thầy sẽ ghi lại 21 nhân cho 50-1. Thì thằng này cũng áp dụng tương tự. Ở trên chúng ta áp dụng tính chất của phân phối của phép nhân đối với phép cộng, thì bên dưới này chúng ta sẽ áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ. Được không nào? Tương tự như thế, 21 nhân 50 và trừ, dấu trừ mình ghi lại, 21 nhân cho 1. Rồi, tiếp tục thực hiện nhân trước trừ sau ha. Trên này cũng nhân trước cộng sau, tương tự thôi. Vậy 21 nhân cho 50 sẽ được 1050. 1050 trừ cho 21 thì kết quả sẽ là 1029. Được không nào? Đấy. Và các em để ý nhé, ở câu 1.24 và 1.25 này thì hai câu tính nhẩm nên chúng ta phải đưa những cái về những cái số trồng chục hoặc trồng trăm ha, hoặc là tính như thế nào cho nó hợp lý chứ không có đặt tính ra và tính các em nhé. Rồi. Chúng ta đi sang câu tiếp tục, bài 1.26. Một trường trung học cơ sở có 50 phòng học ha. Ở đây có 50 phòng. Mỗi phòng có 11 bộ bàn ghế. Như vậy một phòng sẽ có 11 bộ ha. Thầy ghi tắt bộ bàn ghế, thầy ghi tắt bộ nha. Mỗi bộ bàn ghế có thể xếp cho 4 học sinh. Vậy thì một bộ này ha, một bộ bàn ghế sẽ là 4 học sinh. Được chưa nào? Một bộ học sinh sẽ là 4 học sinh. Như vậy thì trường đó có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh? Thế muốn tính được nhận nhiều nhất được bao nhiêu học sinh á, thì chúng ta đi tính tất cả số ghế của số bộ bàn ghế của 50 phòng ra. Được không? Sau đó đây này, có 50 phòng, một phòng 11 bộ. Vậy thì có phải chúng ta tính được 50 phòng này sẽ lấy gì các em? Lấy 50 nhân cho 11 không nè? Đúng chưa? Đấy, thì sẽ tính số bộ bàn ghế của 50 phòng. Sau đó có được số bộ bàn ghế ở đây rồi ha, thì ở đây thì tính luôn ra là 550. Thì chúng ta sẽ lấy được cái số bộ bàn ghế của 50 phòng này, tức là chúng ta sẽ có được 550 bộ. Và một bộ thì có 4 học sinh ngồi, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ lấy 550 nhân với 4 sẽ ra được số học sinh nhiều nhất mà trường đó có thể nhận. Được không các em? Rồi, là giả nhé. Số bộ bàn ghế của 50 phòng học là ha, một phòng là 11 bộ và có 50 phòng thì ta sẽ nhân cho 50. Được chưa nào? Ta sẽ nhân cho 50 và ở đây sẽ bằng 550, đơn vị ở đây là bộ bàn ghế đấy kìa. Tiếp tục, chúng ta sẽ tính gì? Trường có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh? Vậy thì số học sinh trường có thể nhận nhiều nhất là 550 bộ mà một bộ thì sẽ có 4 học sinh. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 550 bộ này nhân cho 4 thì kết quả ở đây sẽ ra là 2200 học sinh, đúng không? Đấy.
Được không? Hiểu không nào? Rồi, tiếp tục chúng ta đi sang 1.20, 27. Tìm thương và số dư nếu có của các phép tính, của các phép chia sau. Như vậy ở bài này chúng ta phải đặt tính. Ha, đặt tính là đơn giản nhất. 1.27. Chia cho 91. Và thằng này sẽ là 1092 mà chia cho 91. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy 109 chia cho 91 được bao nhiêu lần các em nhỉ? 109 mà chia cho 91 được bao nhiêu lần? Nhiêu lần các em? Thằng này sẽ được một lần, đúng chưa? 1 x 1 là 1, 9 x 1 là 9. Trừ vế theo vế, 9 trừ 1 được 8. 0 trừ 9 không được, mượn 1, 10 trừ 9 được 1, trả 1 chỗ này. Hết. Được chưa nào? Đấy. Các em nhớ nha, ra kết quả của chúng ta bao giờ nó cũng phải bé hơn số chia. Hiểu chưa? Chỗ này mà bằng với lớn hơn số chia là coi như là chúng ta bị chia bị sai, nên là phải chia lại. Rồi, tiếp tục thầy hạ 2. Chỗ này 182 chia 91 thì sẽ được 2 lần. 2 x 1 là 2. 2 x 9 là 18, trừ vế theo vế 0. Vậy 1092 chia cho 91 sẽ bằng 12 ha. Và phép chia này dư 0 chính là phép chia hết, đúng chưa? Đấy. Tìm thương và số dư nếu có. À, người ta không hỏi mình phép chia hết hay là không. Và thằng này sẽ là đấy. Tiếp tục chúng ta có câu B. 2059 chia cho 17. Vậy thì 2059 chia cho 17 sẽ bằng bao nhiêu các em? Ở đây thầy lấy 20 chia 17 được 1 lần. 1 x 7 được 7. 1 x 1 được 1. Trừ vế theo vế. 0 trừ 7 không được. Lấy 10 trừ 7 được 3. Trả 1 thằng này. Hết. Được không nào? Hạ 5. 35 chia cho 17 được 2 lần. 7 x 2 14. Viết 4. Nhớ 1. 2 x 1 là 2 với 1 là 3. Tương tự trừ vế theo vế. 5 trừ 4 được 1. 3 trừ 3 được 0. Tiếp tục còn số 9 thầy hạ. Số 9 17, 19 chia 17 được 1 lần. 7 x 1 được 7. 1 x 1 được 1. Trừ vế theo vế thì còn lại là 2. Vậy 2059 chia 17 sẽ bằng 121 và dư 2. Được không nào? 121 và dư 2. Để thầy ghi xuống dưới này cho các em dễ nhìn. Vậy 2059 chia cho 17 sẽ bằng 121 và dư 2. Được không nào? Tiếp tục bài 1.28. Tổng điều tra số dân ngày 1 tháng 4 năm 2019 tỉnh Bắc Giang có 1.803.950. 1.28. Ở đây chúng ta sẽ có được gì nè? Tỉnh Bắc Giang sẽ là 1.803.950, đơn vị là người. Biết rằng hai lần số dân tỉnh Bắc Giang kém số dân tỉnh Thanh Hóa là 32.228 người. À, thầy đọc lại nha. Biết hai lần số dân tỉnh Bắc Giang. Đấy. Như vậy thì hai lần số dân của tỉnh Bắc Giang, tức là lấy 2 nhân cho 1.803.950, đúng chưa? Hai lần số dân tỉnh Bắc Giang, số dân tỉnh Bắc Giang đây, hai lần thì lấy 2 nhân thằng này. Nó sẽ kém cái số dân tỉnh Thanh Hóa là
12.228 người. Như vậy thì rõ ràng cái số dân của tỉnh Thanh Hóa này ha, muốn tính được thì chúng ta phải tính hai lần số dân đó và cộng cho cái số dân mà tỉnh Bắc Giang kém. Đúng chưa? Bắc Giang kém hơn, đúng không? Như vậy có nghĩa là tỉnh Thanh Hóa sẽ nhiều hơn Bắc Giang, đúng không chưa? Đấy, nhiều hơn Bắc Giang 32.228 người. Chính vì thế nên chúng ta sẽ gì? Sẽ cộng thêm 32.228 người này. Đây chính là số dân của tỉnh Thanh Hóa. Được không nào? Rồi, số dân của tỉnh Thanh Hóa là ha. Như vậy thì số dân tỉnh Thanh Hóa là gì? Hai lần số dân tỉnh Bắc Giang cộng cho số dân của kém so với tỉnh Thanh Hóa ha. Ở đây thầy bấm máy tính ha. Ở đây thầy bấm máy tính cho nhanh nhé. 2 × 1.803.950 cộng cho 32.228 thì ở đây sẽ bằng 1.895, thì ở đây sẽ bằng gì? 3.640.182. Đây thầy ghi xuống hàng nha, mày hết giấy các em nhé. 3.640.128 đơn vị là người. Các em ghi thẳng lên nhé, các em còn giấy các em cứ ghi ra đây, còn thầy hết giấy thầy ghi xuống dưới. Chúng ta sang bài 1.29. Một trường trung học cơ sở có 997 học sinh. 997 học sinh tham dự lễ tổng kết cuối năm. Ban tổ chức đã chuẩn bị cho những chiếc ghế bằng 5 chỗ ngồi. Bằng 5 chỗ ngồi. Như vậy thì một ghế sẽ có được 5 chỗ ngồi. Một ghế có 5 chỗ ngồi. Phải có ít nhất bao nhiêu băng ghế như vậy để tất cả học sinh đều có chỗ, tất cả học sinh đều có chỗ ngồi. Đấy. Như vậy thì chúng ta có được 997 học sinh mà một ghế có 5 chỗ ngồi. Đúng chưa? Có 5 chỗ ngồi. Vậy thì chúng ta chỉ cần lấy 997 này chia cho 5 thì sẽ ra được cái số ghế của chúng ta, đúng không nào? Các em quan sát. Thầy lấy 997 thầy chia cho 5. 9 chia 5 được 1, 1 x 5 được 5. Thằng này còn 4. Thầy hạ 9. 49 chia 5 được 9. 9 x 5 45. Còn 4. Hạ 7. 7 chia cho 5 được 9. 9 x 5 45. Thằng này được 2. Như vậy thì thấy nè, 997 chia cho 5 sẽ được 199. Như vậy chúng ta sẽ có được 199 ghế và dư 2 học sinh. Đúng chưa? Vậy thì dư 2 học sinh này thì ngồi ở đâu? Rõ ràng phải chuẩn bị phải thêm một ghế nữa, đúng không nào? Phải thêm một ghế nữa. Đúng chưa? Vậy thì rõ ràng chúng ta muốn ngồi cho đủ tất cả 997 học sinh này thì ta phải cần 199 ghế và thêm một ghế nữa là 200 ghế. Đúng không nào? Đấy. Rồi, thầy sẽ tiến hành giải bài toán này. Hiểu đúng không các em? Rồi, vì 997 chia cho 5 sẽ bằng 199 và dư 2, nên sẽ xếp đủ 199 ghế và thừa 2 học sinh. Đúng không? Thừa 2 học sinh. Nên và phải cần thêm một ghế nữa cho 2 học sinh còn lại ngồi. Đúng chưa nào? Đấy. Vậy cần ít nhất
199 ghế cộng thêm cho một ghế nữa sẽ là 200. 200 ghế. Được không các em? Hiểu không nào? Rồi, tiếp tục chúng ta đi sang bài 1.3 30. Một nhà máy dùng ô tô chuyển 1290 kiện hàng ha. 290 kiện hàng. Chỗ này thầy sẽ có được là 1.30 này, 1290 kiện hàng. Tới một cửa hàng, nếu mỗi xe chở được 45 kiện, tức là 45 kiện hàng đây. Một xe sẽ bằng 45 kiện hàng. Thì phải cần ít nhất bao nhiêu xe để chuyển hết số kiện hàng trên? Và thì tương tự như bài tập 1.29 thì chúng ta sẽ có được gì nào các em? Chúng ta cũng sẽ có được đó là ta lấy 1290 này, chúng ta chia cho 45 thì sẽ ra được số xe. Đúng không nào? Có 1290 kiện hàng và một xe chở 45 kiện thì chúng ta chia cho 45 thì chúng ta sẽ tìm ra được số xe. Ở đây thầy cũng đặt phép tính chia. 129 chia 45 được 2. 5 x 2 là 10, không. Nhớ 1, 4, 2, 8 với 1 là 9. Không, à xin lỗi. Chỗ này là 9 và chỗ này là 3. Hạ 0. Thằng này sẽ được 8. 8 5 40 phía 0, nhớ 4. 8 4 32, 32 với 4 là 36. Thằng này sẽ được 30. Đúng chưa? Rồi, như vậy thì tương tự như thế thì chúng ta sẽ có được 28 xe và dư ra 30 kiện hàng. Vậy thì để chở nốt được 30 kiện hàng này thì chúng ta cần thêm một xe nữa, đúng không nào? Đúng chưa? Để chở nốt 30 kiện hàng, vậy thì chúng ta sẽ có tổng là cần ít nhất 29 xe. Tương tự như bài tập trên, được không nào? Rồi, thầy giải quyết luôn. Vì 1290 chia cho 45 bằng 28 và dư 30, nên xếp đủ 28 xe thì còn thừa 30 kiện hàng. 30 kiện hàng. Và phải dùng thêm một xe nữa để chở nốt 30 kiện hàng. Đây nào. Vậy cần ít nhất 28 cộng cho 1 sẽ là 29 xe. Được không các em? Đấy. Rồi, như vậy thì thầy đã giải quyết các bài tập của bài số 5 từ bài 1.23 đến 1.30. Video hôm sau thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn luyện tập chung. Các em đọc trước luyện tập chung để chúng ta học cho tốt. Rồi, xin chào các em.